Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến nhà của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đẹp quá quý vị ơi. Chào anh. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có về mấy chục cây mai dạo Thủ Đức để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quy Dừa ủng hộ em. Số điện thoại của em là 0332333910. Cái hình thức của em cũng là bao ship toàn quốc luôn. Đó. Mấy cây lớn lớn thì em xin cọc mấy anh miền Trung Bắc xin cọc chút xíu rồi ship luôn. Đó. Rồi mã số đầu clip là mã số 1 ha. Cái này dạ, cái này cũng hệ cái bông nó cũng tương đối chuẩn nha các cô chú anh chị. Cao nhiêu anh? Cao mét rưỡi lên Tấn ơi. Rưỡi ha, tá ngang. Dạ, tá ngang anh Tấn ước lượng. Rồi tá ngang cái này mét rưỡi à quý vị ơi. Em này cao mét rưỡi, ngang mét rưỡi, hàng tàn rất là đẹp ha. Này quần to. Chi cành thì quý vị nghĩa nè. Khích ha, đặt kẹo luôn. Cái này hết ý luôn. Hoành 29 luôn. 29 là. Có cái củ bường chảng nè. Củ 39 luôn. Hoành 29, củ 39. Đấy đẹp luôn. Đẹp xương luôn. Quý vị nghĩa thêm lần vàng xương nữa ha, quá đẹp luôn. Cái này giao lưu 3 triệu anh em ơi. Rồi 3 triệu được cây mai đẹp tuyệt vời luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 2 có mấy cái lá này để ngoài. Mã số 2 đây quý vị. Thì em này cao tầm khoảng 1m6 ha. Tá ngang em này chắc khoảng là 1m35. Đó, tàn kính mít luôn ha. Về thì gấp quá cũng chưa có kịp mà lặt nha quý vị. Đây quý vị, trong giai đoạn này mình không có quay nút nụ chi nha quý vị, tại mình không có xè bông xè hoa ở giai đoạn này ha. Nên mình không có quay nút nụ nha. Chứ cây nào cũng có nút nụ hết nha. Dạ, hoành 24 luôn anh. 24 rồi, luôn. 24. Có cái cũ nè. Cái cũ này 38. Rồi, cũ 38. Rồi, xây xây luôn. Đế đẹp luôn. Để tứ khuya có đủ nha. Cụ để luôn, cái này giao lưu 1,5 triệu đi anh em ơi. 1,5 triệu rồi quý vị, bao ship rồi nha quý vị. Rồi xuống cây. Cái này để đâu? Rồi mã số tiếp theo luôn. Còn mấy kéo ngoài kia vô cho mã số lại. 3 ha. Rồi mã số 3. Mã số 3 thì em này cũng khá là cao, nhưng mà tính khoảng 1m7 cao thôi nhưng quý vị. Còn tán ngang em này chắc khoảng tầm là 1m5 ngang ha. Đàn còn do quá đẹp luôn, kính mít luôn. Anh Nguyên dừng là anh Nguyên bên đây lặt lá sơ sơ nè, dễ thấy vàng xương nè. Đó, vàng xương này xin lật không các cô chú anh chị. Xương nghẹt từ trên xuống luôn. Hoành 27 luôn anh em ơi. Nó có cũ cái này, nói chung là không có khai thác nhiều đế nè. Nói chung là cái này đế đẹp luôn á, mà không dám khai thác. Tại hôm nay rắp quá, cũng làm sơ sơ thôi. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Rồi cái này giao luôn 1,8 triệu anh em ơi. 1,8 triệu ha. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 4. Tiếp tục lòng em có cái tàn đẹp tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Kêu mấy ổng lên. Con Lanh. Con Lanh với bà Hai kéo thôi. Em này cao tầm khoảng 1m6, tán ngang chắc khoảng tầm 1m6 luôn à quý vị. Tàn đẹp quá nè. Tàn kính mít ha. Rồi anh Nguyên sen dòng chỗ gì nhé cái tàn luôn ha. Đó vậy tứ phía ha, giống nhau quá đẹp luôn. Rồi mình vô cái dàn xương cái nhưng quý vị. Cái này xương ngang, xương ngang nè. Đó xương ngang mà khích lịch luôn, quá đẹp luôn. Đó rồi mình vô hoành luôn nha quý vị. Rồi cái hoành ở đây, hoành 24. Cái cũ 32. Này giao lưu 1,5 triệu đi anh em ơi. Rồi 1,5 triệu ha. Cây xuống, đẹp luôn. Xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi số 5. Rồi số 5 thì em này cao tầm chắc khoảng 1m7 nha quý vị. Cái mấy cây còn tán ngang. Lấy mấy gạch tán ngang hôm nay chắc cũng khoảng tầm là 1m6 à quý vị ơi. Cao 1m7 ngang 1m6 ha. Đó. Tàn bự luôn, kính mít tàn luôn. Quá. Hai cành à. Cái này đế đẹp luôn nha các cô chú anh chị. Con đi không được, con dép gì.
hoành 26. Rồi, 26 hoành. À, này đế nơm. Đế lực quá ha. À, đế bự không? Chảng chảng luôn, xung quanh có đủ hết trơn nè quý vị. Cái này giao lưu 2 triệu anh em ơi. Đế đẹp tàn đẹp luôn. Dạ, dàn xương bao đẹp luôn. Dạ. Tàn đẹp luôn. Rồi. Rồi. Xuống cây. Đẹp rẻ luôn, xuất sắc luôn. À, tàn bự chảng luôn. Rồi, mã số 6. Mã số 6. Mã số 6 hôm nay cao tầm khoảng 1m7, tán ngang khoảng tầm 1m6 luôn. Đó, quý vị nghĩa cái tàn ha. Quá đẹp luôn. Còn dàn xương thì khỏi chê rồi. Đó, đặt kẹo luôn, mình là bự nha quý vị. Học thân thấp luôn ha. Hoành 25 luôn anh em ơi. 25 hoành nè. Dạ. 25 có dư luôn. Dư luôn. Có cái thủ đế nhẹ nhẹ 33 dạ. luôn. Dạ. À, để luôn. Này giao lưu 1 triệu... triệu mấy? 7 anh em ơi. 1 triệu 7. À, giá đẹp này cũng dễ luôn. Chơi luôn. Càng xương lực. Để cũng được. Rồi. Đủ rồi. Đúng cây. Quý vị ơi, ưng ý mã số nào alo liền nha quý vị. Mình thấy nãy giờ quét cây nào cũng đẹp hết trơn á. Trời hết anh. Giá vậy thì cũng... quá dễ chơi rồi ha. Dạ. Rồi mã số 7 hôm nay cao tầm khoảng 1m7 trở lên. Đó, tán ngang rộng thênh thang luôn. Này chắc cũng khoảng 1m7 tán ngang quá quý vị. Tàn quá đẹp luôn ha. Đường ở dưới. Hoành 26 luôn em ơi. Rồi 26 hoành nè. Có cũ 35. 35 luôn nè. Dạ. Chị ngắm nghía kỹ tay cành đế luôn nè, cũ nè. Này giao luôn 1 triệu 8 anh em ơi. 1 triệu 8 quý vị. 1 triệu 7 đi, 1 triệu 7 luôn anh em ơi. 1 triệu 7 hả? Dạ. Cây đẹp về có 1 triệu 7 thôi quý vị. Dạ. Ship tới nhà luôn. Quá rẻ luôn. Rồi xuống cây. Tiếp luôn. Số 8. Rồi số 8. Rồi mã số 8 thì em này cao tầm khoảng 1m8 luôn quý vị ơi. Tán ngang em này chắc cũng khoảng 1m6 ha. Đó, tàn kính. Cái này xương ngang. Đó, tàn kính mít là xương cũng kính luôn nè. Đó, xương quý vị nghĩa nè. Đặt kẹo trên đây ha. Đó, đẹp luôn ha. Hoành 25 luôn anh em ơi. 25. Rồi, có cũ không có được, đế đẹp luôn. Góc hơi lắc nhẹ ha. Này hơi lắc nhẹ, đế đẹp đều luôn. Dạ, này giao lưu 1 triệu 6 anh em ơi. 1 triệu 6. Cây dạ, đẹp luôn. Xương đẹp luôn. Tay xương ngang không? Rồi, xuống cây. Giá cực kỳ yêu thương. Mã số 9. Rồi, mã số 9. Rồi, mã số 9 thì em này cao tầm khoảng là 1m7, tán ngang 1m5 nha quý vị. Đó, tàn cây nào cũng đẹp. À, quý vị ưng ý mã số nào cái alo trực tiếp cho anh Nguyên nha quý vị. À, quý vị thấy thích nhớ bấm cho mình một like nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn ha. Hoành này 26 luôn, gần 27 luôn anh em ơi. Rồi. À, nó có bộ đế đẹp luôn. Cũ 36. Rồi. Nó đế đẹp luôn. Rồi quý vị xem nếu mà chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình luôn nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi mã số giao lưu 1 triệu 8 anh em ơi. Số 9 1 triệu 8. À, đế đẹp luôn. Rồi, bự luôn. Okay. Rồi mã số 10 lên luôn. Họ kéo ra lạc. Ta đưa vô đó họ kéo ra lạc. Rồi mã số 10. Em này cao tầm khoảng 1m55 tán ngang khoảng 1m7. Em này tán ngang rộng nè. Rộng hơn cái cao luôn. Xương cành nó có gì đặt kẹo hết trơn nè. Ồ, anh Nguyên quay trả ngược lại em. Dạ, trả ngược lại, có coi cũ luôn. Xíu, rồi, cũ đế đẹp luôn. Đây là quý vị nghĩa rồi. Đó, đặt luôn ha. Dài 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 nè. Quanh năm mai anh em ơi. Ờ, có cái cũ duyên quá. Dạ, cái cũ này đọc 33. Cái cũ này duyên quá nè. Đế đẹp luôn. À, giống cái con thú mà. Này giao lưu. Này giao lưu có 1 triệu rưỡi luôn anh em ơi. 1 triệu rưỡi dễ chơi luôn. Yeah. Đúng đúng là quá khá dễ chơi không vậy, đẹp mà đẹp đẽ xương luôn, dàn xương là bao đẹp. Rồi xuống cây, quá đẹp, quá rẻ. Rồi mã số tiếp theo 11 thì em này cao tầm khoảng 1m6,
đá ngang cỡ 1m6 luôn, đang tròn tròn đẹp đó. Dàn xương thì quý vị khỏi chê rồi, xương tàn rồi, quanh 26 luôn anh em ơi. Rồi quanh 26 có cái cũ 33 33 có cũ có đế à. Tàn đẹp ha. À. Này giao lưu 1,6 triệu đi anh em ơi. 1,6 triệu, 1,6 triệu mà bao ship được toàn quốc lớn luôn. Luôn rồi xuống cây sẵn em cho họ cho em hỏi anh Nguyên. À, nếu mà quý vị chốt lô sao anh? À, chốt hết nguyên lô 31 cây này em tính giá 1,2 triệu, tại có 1,2 triệu một cây bao ship miền Tây miền Đông luôn. Dạ miền Tây miền Đông luôn, 1,2 triệu một cây. À ra Bình Phước anh ơi. Mình nếu mà quý vị chốt nguyên lô là 1,2 triệu, còn quý vị chốt lẻ thì mình chốt với giá này. Dạ. Nha, thấy giá cực kỳ yêu thương ha. Dạ. Rồi mã số 12 cao tầm khoảng 1m7, còn tán ngang chắc cũng cỡ 1m7 luôn nha quý vị ơi. Đó. Tàn thì hồi nãy giờ thấy không có thấy cây nào xấu á, đẹp không à. Rồi quanh 27 luôn anh em ơi, xuất sắc không ha. À, cái này đế đẹp luôn, đế nôm luôn đó. Đây, đế trước có sao luôn, trước sao có đủ luôn ha. Cái này giao lưu 2 triệu anh em ơi. Rồi 2 triệu nha quý vị. Đó dàn xương đẹp luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 13. 13 thì em này cao tầm lấy 1,5 m nha quý vị. Còn tán ngang em nói chẳng khoảng 1,35 m ha. Cây này đế đẹp luôn. À, xương cành thật à. Kẹo trơn ha. Xương ngang không? Ngang không à. Dạ, quá thích. Đế đẹp luôn. Đó. À. Là hoành 24 luôn nè. 4 hoành. Có cổ 33. Rồi quý vị đồng bự luôn. Đó. Phân bố đều à, luôn. Này giao lưu 1,4 triệu thôi anh em ơi. Rồi à, xem vòng nữa. 1,4 triệu rồi quý vị. À, bao ship luôn quý vị. À. Rồi xuống cây. Quý vị có chốt lô quý vị chốt sớm sớm nhưng quý vị lỡ có quý vị có chốt lẻ mình chốt nguyên lô này không kịp không được ha. Rồi mã số 14 này cao tầm chắc 1,7 m nhưng quý vị còn tán ngang chắc khoảng tầm là 1,4 m ha. Đó, tọt chủ rõ ràng, tàn tròn do quanh 24 luôn anh em. Đợi em xíu nhân viên. Đó, tay cành kính mít ha, đặt kẹo luôn ha, quá đẹp luôn. Rồi 24 có dư luôn. Yeah. Rồi xe nhẹ nhẹ cái cũ luôn, cũ đế à. Đẹp luôn. Làm giao lưu 1,6 triệu mấy đây, 6 anh em ơi. Rồi 1,6 triệu. Rồi, rồi đẹp luôn. Xuống cây đẹp đẽ luôn. Lô này quý vị mà chốt nguyên lô về trồng gì nè hết ý luôn quý vị ơi. Hết nguyên lô thì giá có 1,2 triệu thôi nha. Dạ. Quý vị. Bao ship bác, luôn. Bao ship luôn miền Tây. À, miền Tây miền Đông có, ha. Có hình số sao cũng lạc lá rồi nha anh em. Rồi. Rồi mới lạc chân trước. Này cao tầm 1,8 m nhưng quý vị. Thì tán ngang hôm nay chắc khoảng 1,5 m. Mã số này là mã số 15. Đàn đẹp luôn. Rồi quanh 26 luôn anh em ơi. Chiếu nhân viên là kỹ tay cầm cái gì nha. Cái cũ 35 luôn anh em ơi. Rồi quanh 26 cũ 35 cũ đế nè. Này giao lưu 1,5 triệu luôn anh em ơi. Rồi nó có cũ tại không khai thác nữa nha anh em. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi 16. 16 thì hôm nay cao tầm khoảng là 1,6 m đến 1,7 m ha. Tán ngang khoảng 1,4 m nhưng quý vị. Đó, tàn kính tàn luôn ha. Tập chủ rõ ràng ha. Rồi xuống dưới cái quanh 23 luôn anh em ơi. Rồi vô quanh cái luôn ha. Dạ, có cái cũ rồi, luôn. Có cái cũ luôn. Đó, này giao lưu. Xây ha. Này giao lưu 1,2 triệu thôi anh em ơi. Khoan anh Nguyên cho em dòng ở chỗ gì nhé. Cái dàn xương cái ha. Dàn xương cũng đẹp lắm. Đó, rồi 1,2 triệu luôn. 1,2 triệu mà bao ship luôn rồi đó nha quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 17 ha. Dạ. À, xương ngang. Em này cao tầm khoảng là 1,5 m, tán ngang chắc khoảng tầm là 1,2 m đến 1,3 m những cái gì. Nó xương ngang đẹp quá nè. Đó, về mà con số cây anh Nguyên lật lá kịp số chưa. Dạ. Ha. Dạ. Đó, xương ngang quá đẹp. Rồi cái này giao lưu 1,2 triệu luôn anh em. Rồi cho cái hoành luôn anh, chưa cho hoành nè.
cho báo giá rồi 1,2 triệu. Dạ, cái này ước lượng quanh 21 em áp sát do đế đẹp luôn ha. Đế đẹp luôn anh rồi xây xây quanh kia luôn, đế cộng bự đều quá nè. Đó, 1,2 triệu bao ship. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 18. Thì em này cao tầm khoảng 1m8 luôn ơi quý vị. Còn tán ngang chắc khoảng tầm 1m3 ha. Đấy, này tay cạnh hơi hướng lên lên. Vậy quý vị có thời gian quý vị kéo ngang ra là ok ha. Tay cạnh xương cành gì đâu mà đặt kẹo luôn ha. Đó. Xương cành đặt hết trên từ trên xuống luôn nè. Màu quanh 22 anh em ơi. 2 ha, có đế nè, xây xây đế luôn. Đó. Này giao luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. Đế vàng tươi, cộng bự bự không ha. Dạ, 1,2 triệu luôn. Xây xây luôn. Qua cho em dòng bên kia cho trả lời vị trí cũ anh đó. Đó 1,2 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi mã số 19. Rồi em này cao tầm khoảng là 1m7. Tán ngang em này khoảng tầm là 1m25 ha. Xương cành thì đặt rồi. Hỏi nói rồi ha quý vị. Từ trên xuống dưới đặt kẹo luôn. Quanh 52 luôn anh em ơi. Rồi có cái cũ tròn tròn luôn. Toàn luôn. 31 luôn. Rồi đế đẹp luôn. Cũ đế luôn. Đứng phía luôn. Ốc bự luôn ha. Này giao luôn 1,4 triệu anh em ơi. Rồi 1,4 triệu. Cây đẹp luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Rồi 20. Mã số 20 thì em này cao tầm khoảng là 1m6 đi ha. Ngang khoảng tầm là 1m2 nha quý vị. Tầm 1m2 ha. Xương cành thì nó đặt từ trên xuống rồi. Nó nghẹt luôn ha. Khích rịch luôn ha. Rồi quanh 23 luôn anh em ơi. Rồi có cái củ này cũng viên quá nè. Đó. Đê đẹp luôn. Đó, xung quanh này giao luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. Đó. 1,2 triệu được cây mai đẹp vậy ha. Cho em xíu nữa anh em. Rồi giờ đó. 1,2 triệu anh. Dạ. Đẹp quá quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 21. 21 thì em này cao tầm khoảng là một này chắc khoảng 1m7 rồi quý vị. Tán ngang khoảng 1m3 có hơn ha, tính 1m3 ha. Rồi xương cành. Xương ngang ha. Đặt kẹo luôn. Quanh thôi anh em. Rồi quanh 20. Rồi để luôn. Đẹp luôn. Để cộng bự luôn ha. Đó, kính bầu cái luôn. Này cũng giao luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. Rồi 1,2 triệu mà bao ship rồi nha quý vị. Rồi xuống. Rồi, mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 22. Rồi mã số 22 thì em này cao tầm khoảng chắc khoảng 1m6 đi ha quý vị. Còn tán ngang chắc khoảng là 1m25. Dáng thì nó hơi siêu nhẹ nhẹ. Dáng hơi tay cành thì đây tay cành. Nó nghẹt hết trơn ha. Nó nghẹt từ trên xuống luôn. Quá đặc luôn. Quanh 25 luôn anh em. 25 có cái củ nhiêu đây? Củ 33. Rồi xây xây củ đế luôn. Củ đế. Đó, trong trước có luôn. Giao luôn 1,4 triệu anh em ơi. Rồi dừng. Đó quý vị ha. Đó, 1,4 triệu ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi 23. Em này gọn gọn nè, này cao chắc khoảng tầm là 1m3 ha. Tán ngang thì khoảng 1m2. Đó, tay cành. Cây lớn cây nhỏ gì thấy cây nào tàn cũng đẹp ha. Nhỏ cái tàn thôi chứ cái hoành nó cũng bự như quý vị. Hoành 23 anh em ơi. 3 nè, có cái củ nè, ốm cho cái củ luôn ơi. Quỳnh... Khỏi hả? Ốm luôn cái củ đây anh thấy bự quá nè. Ốm thử coi nó ba mấy đây. 35 anh em ơi. 35 luôn ha, củ bự quá ha. Dạ. Đế đẹp luôn. Này giao luôn 1,2 triệu luôn anh em ơi. 1,2 triệu quý vị, bao ship rồi nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi mã số 24 cũng tàn gọn gọn xinh xinh thôi, dáng siêu siêu luôn. Dáng bay luôn. Em này cao chắc khoảng 1m1 vậy đó ha. Dạ. Tán ngang cũng cỡ 1m1 luôn quý vị ơi.
Nguyên xe rồi, dừng hướng này cho giúp em quay cái dáng đó ha, đúng cái dáng đó ha. À, tại cạnh cái gì nè, thấy nghẹt hết trơn luôn ha. À, cái dáng bay bay siêu siêu luôn ha. Hoành 25 luôn em ơi. Rồi 25, kéo nhẹ qua cái cũ. 32. 32, rồi xe xe cũ đế luôn ha. Cái này giao lưu 1.3 anh em ơi. Đó, đế đẹp luôn, dáng bay luôn. Rồi 1.3 triệu. Rồi xuống cây. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Rồi 25. Rồi mã số 25 thì em này cao khoảng tầm là 1m6 nhưng quý vị, tán ngang chắc khoảng 1m3 ha. Đó, tay cành thì nó đặt kẹo luôn. Hoành 21 anh em ơi. Rồi 21 có cái cũ. Cũ 32. Cũ 32. Rồi quý vị mình nghe cũ đế luôn ha. Đẹp luôn. Này giao lưu 1 triệu 2 luôn anh em ơi. 1 triệu 2 cho mã số 25 nha quý vị. Xuống cây luôn. Rồi xuống cây 25. Rồi tiếp tục luôn. Rồi 26. Rồi mã 26 này cao mình tính khoảng tầm là 1m5 cao nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m4 ha. Em này xương ngang xè đẹp nè. Cọc chủ ha. Xương quý vị nghe xương này, xương đặc kẹo mà ngang ngang ha. Đế đẹp luôn. Nó nghe khách tên vậy nè. Hôm nay trời mưa nó quá trời lầy. Quanh 21 thôi anh em ơi. Gần 22 tới 21 thôi. Cũ 27. Bảy. Này giao luôn 1.3 thôi anh em ơi. Đế ha. Rồi 1.3 gì có gì. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Rồi 27. 27 thì em này cao tầm lấy 1m6 nha quý vị. Tán ngang lấy 1m2 nha quý vị. Xương ngang đặt kẹo luôn nha. Rồi quý vị mà thích những em mà xương ngang vậy nè. Chốt đi. Đó quý vị đặt hoành kẹo luôn nha. 21 anh em ơi. Rồi 21 hoành có cái củ bự bự luôn. Củ nhiêu củ đây? 32. 32 rồi xây xây củ đế luôn. À. Này giao lưu 1.2 triệu thôi anh em ơi. Rồi anh Nguyên dừng lại giúp em cái hàng đó. Vì nghĩa là cái dạng xương này đẹp luôn ha. Rồi 1.2 triệu. Đẹp quá xá luôn. 1.2 triệu à. Rồi xuống cây. Nhiêu nhiêu? Mã số tiếp theo là nhiêu rồi? 28. Rồi 28. Rồi em này cao khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng tầm là 1m4 ha. Độc chủ đây. Tay cành luôn ha. Đây, tay cành đặt kẹo từ trên xuống nè. Hoành 23 anh em ơi. Tay cành bự bự rồi, đợi em xíu ha. À, 23 những vị trời mưa nên trước thì tay chân dịch nhầm nhem hết trơn. Này giao lưu cũng 1.2 triệu thôi anh em ơi. Để đây, phía cho anh trước coi cho chống chịu có luôn ha. Dạ, 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu bao ship luôn rồi nhưng quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi xuống cây. Rồi cây tiếp theo luôn. Rồi 29 lên luôn. Rồi mã số 29. Rồi em này dáng cũng siêu siêu đây ha. Dạ, cao lấy 1m5 nhưng quý vị coi chừng nó ụp nha anh Phi. Siêu siêu qua tán ngang nó khoảng 1m2 luôn nha quý vị. Xương cành đặt vô là không thấy cái thân chủ luôn á. Nó nghẹt ở ngoài luôn. Rồi giờ đặt quay kẹo luôn ha. Quanh 23 anh em ơi. Cũ 36. 36 luôn. Rồi xe xe đế đẹp luôn quý vị. Này giao luôn 1.4 triệu anh em ơi. Nói dù ai thích dán bài gì về trồng kẹo luôn ha. Dạ. Dạ. Rồi xuống cây mã số 30. Rồi 30 cái này cao tầm lấy 1m2 nha quý vị, tán ngang thì cũng cỡ 1m2 luôn ha. Đó, xương cành ngang nè em này nè cũng đặt hết trơn ha. Dạ. Cái quanh 23. 23. Cái cũ 32. 32. Rồi cũ đây để giáp vòng luôn. Này giao luôn cũng 1.2 triệu luôn anh em ơi. Rồi 1.2 triệu. Rồi lên mã số cuối cùng. Rồi xuống cây. Rồi mã số 31. Dạ, mã số cuối clip cuối clip luôn. Rồi em này tàn tròn. Lùng. À.
À, cao lấy mét nhưng quý vị tán ngang chắc cũng khoảng lấy 1 mét luôn nha. Dạ, dạ, cao ngang 1 mét hết đi. Anh nhìn nó tròn do luôn. Quanh 21 anh em ơi. 21 ha. Có cái cũ. Cũ 32. Cũ 32 rồi xây xây luôn. Đó, đẹp luôn. Này giao lưu 1.1 triệu thôi anh em ơi. Rồi 1.1 triệu cũng là mã số cuối clip ha. Yeah. Mã số 31 nha quý vị. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Nguyên nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.